xin chào tất cả các khán giả của The Hip Hop từ Đăng Khe. Mình là TDO Quan, mình đến từ S Record và Trương Định Original. Sự kết nối trong hip hop thì cái cộng đồng nó rất là nhỏ thôi, anh em có thể quen nhau hết, nhưng mà với những người mới á, họ rất là khó để có thể tiếp cận được cộng đồng và họ cũng bị ngại đám đông nữa. Nên bọn em muốn tạo ra một cái cộng đồng mới để anh em có thể chia sẻ với nhau những cái kiến thức và âm nhạc của nhau. Em và ba người bạn nữa, có NXT của AK bây giờ, thì có thành lập lên một đội nhóm có tên là S Record. Em nhận ra là chữ S thì nó là bản đồ Việt Nam. Nếu mà bản đồ Việt Nam mà không có cái hai cái hòn đảo ấy thì nó sai. Thế là bọn em đặt thêm dấu hai chấm ở đấy. Hiện tại có ảnh hưởng với mình nhất như là Eminem này, ở Joyner Lucas, ở J. Cole. Ở Việt Nam thì có những người anh em đến từ TDO. Đấy là những người mà đầu tiên đặt những cái viên gạch đầu tiên cho cái việc em rap ở sát Sơn Bình, như là Cozy, TC, Diane Flex, là những người mà đang ảnh hưởng đến mình nhiều nhất. Nói chung là họ đang cho mình một cái vai làm nhạc mà từ trước đến giờ mình chưa bao giờ có. Bây giờ mà mình cũng làm Hoàng Mai chất được như này thì mình cũng căng. Thế là em quyết định là em rap. Cái lúc mà em bay vào Sài Gòn em thi rap Việt mùa 2 ấy, vòng 1, thì lúc ấy là Covid nó đang rất là căng. Thế là hồi đấy là gia đình em đấu tranh, ba phe, phe em, phe bố, phe mẹ. Thì em có một bài tên là Ước Mơ Của Mẹ. Thì lúc đấy thì gia đình cũng hiểu em hơn và hiểu cái thứ nghệ thuật mà em đang làm hơn. Và em may mắn khi mà hiện tại gia đình đang rất là ủng hộ em đi theo con đường này. Có những trận beef đã xảy ra, beef Nam Bắc ngày trước rất là lớn. Em cũng hơi không tôn trọng họ. Nhưng mà khi mà gặp họ ở trong chương trình á, thì em thấy là họ cũng có một cái máu hip hop giống mình, và họ cũng đang xây dựng một cái cộng đồng lớn của hip hop Việt Nam như mình. Vậy nên là em đã dành lại được cho họ những cái sự tôn trọng lớn hơn. Hồi đấy ở Hoàng Mai nhà em thì có một cái luật là thằng nào càng gấu, thằng nào càng đánh được nhiều người thì thằng ấy chất. Thế là hồi đấy em cũng khá kiêu căng, em bố đời, em coi mình là nhất. Nhưng mà sau khi dấn thân vào con đường hip hop này thì em gặp nhiều người rất là thân thiện ấy. Họ đều là những người mà trước đây cũng là những anh em xã hội ấy. Xong rồi họ bây giờ họ giỏi và họ truyền cho mình những cái kinh nghiệm của họ. Và thực sự thì mình cũng cảm thấy là bản thân mình có được sự tôn trọng của người khác hơn, và mình bớt kiêu căng hơn. Vậy nên là cảm ơn hip hop rất nhiều.